Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 241, Giải Vây Trung Cung không có con chưa hẳn là chuyện xấu, như thể Hoàng thượng có thể thoải mái chọn thái tử. Đây là câu lúc sinh non Hoàng hậu đã nói, ngự y bảo Hoàng hậu đã bị tổn hại căn cơ e rằng về sau không dễ hoài thai nữa. Hôm đó đó ông đã nổi giận muốn chém đầu ngự y, hoàng hậu liền khuyên ông, khi xưa Trần Hoàng hậu của võ hoàng đế sinh non mất con, võ hoàng đế cũng đòi xử tử ngự ý, Trần Hoàng hậu đã nói mấy câu như vậy. Về sau quả nhiên võ hoàng để chọn nhi tử tài đức nhất đăng cơ, từ đó nước sở thịnh thể cả trăm năm. Lúc ấy ông còn an ủi hoàng hậu rằng sức khỏe Trần Hoàng hậu của võ hoàng để không tốt, lại mang thai khi tuổi đã lớn nên mới nói vậy. Trong khi đó hoàng hậu vẫn còn trẻ, điều dưỡng thân thể cẩn thận về sau vẫn còn rất nhiều cơ hội. Nghĩ tới đây, hoàng đề dịu dàng nhìn hoàng hậu, để khâm thiên giám tính ngày tốt cho nàng dọn sang khôn ninh cung đi. Hoàng hậu cười nói, thần thiếp ở cảnh nhân cũng nhiều năm quen rồi, giờ hoàng thượng bắt thần thiếp dọn sang chỗ mới, thần thiếp sẽ không thích ứng được. Thần thiếp cảm thấy ở đây rất tốt, ngay cả bệnh cũng bớt hẳn đấy thôi nghe vậy hoàng đế thoáng thất thần thật câu sau mới nói tùy ý nàng vậy hoàng hậu tự tay bưng trà cho hoàng đế hoàng đế nói nghe nói năm nay bên tôn thất doanh làm rất nhiều đèn lồng độc đáo nghe nhắc tới đèn lồng hoàng hậu cầm khăn che miệng cười thần thiếp giữ chúng lại rồi hoàng thượng cũng nên nhìn một cái thật sự rất khác mấy năm trước ý nhị lắm thần thiếp muốn hàng năm đều treo loại đèn như vậy để cầu may mắn. Dứt lời bà bảo công nhân mang số đèn lồng kia tới. Vừa nhìn đã biết ngay là bút tích của phụ nhân, hơi câu nề. Chẳng qua bất kể là quan to hiền quý hay bách tính bình dân, ai không móng trông hoa màu được mùa đâu, tuy không phải ai cũng có may mắn hưởng thụ, chỉ nhà nào có ruộng nương mới chờ được mà thôi. Đúng như tấu trương của Thường Quang Văn nói, rất nhiều bách tính ăn không đủ no lấy đâu ra bạc mà nộp thuế phụ nữ đã có chồng hoàng để bỗng thấy sốt ruột, đứng dậy nói, chấm còn có việc phải xử lý. Hoàng hậu hơi ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại thì cũng hiểu, thần thiếp tiễn hoàng thượng. Hoàng để ngắm nhìn khuôn mặt hiền hòa của hoàng hậu, tối chấm lại tới dùng bữa với nàng. Nghe xong lời này, hoàng hậu nở nụ cười, tựa một đoá mẫu đơn vừa nở rộ. Lâm Di từ trong cung trở về, vừa thay y phục xong thì nhận được thư của Lâm Sương. Lâm Sương đã vào kinh, hiện đang ở tại phủ Quảng Bình Hầu, chỉ là cả nhà tông trường đã ra ngoài thuê một căn nhà hai viện. Nhà tông trường nghĩ gì đã rõ, ở phủ Quảng Bình Hầu thì sợ đắc tội Trần Nhị Lão Thái Thái Đồng Thị ở nhà Trần Nhị Lão Thái Thái Đồng Thị lại sợ đắc tội phủ Quảng Bình Hầu với phủ Khang Quận Vương. Lâm Đàn còn muốn tìm một mối tốt, chính cả nhà tông trường càng phải chạy trọt để có tiền đồ êm đẹp trước khi vào kinh cả nhà tông trường đã xác định rõ mục tiêu rồi, nên tất nhiên chỉ ở hai ngày là ra ngoài thuê nhà ngay. Lâm Di viết thư hồi âm cho Lâm Sương, dặn Lâm Sương nghỉ ngơi sớm. Ngày mai nàng sẽ trở về phủ Quảng Bình hầu thăm ai ngờ vừa gửi thư ra ngoài, Cát Gia liền cuống quýt phái người tới đưa tin, bảo đêm nay Cát Khánh sinh muốn tới vấn An Chu thập cửu. Cát Gia mới vào kinh, đôi bên là thông gia, đúng ra không cần gấp gáp như vậy, nhưng hạ nhân cắt ra liên tục nhấn mạnh rằng cát khánh sinh đã chuẩn bị xong cát khánh sinh vẫn nhớ kỹ ơn cứu mạng của chu thập cửu lâm di đành phải nhận lời đến chiều lâm sương ngồi xe ngựa sang trước lâm di tươi cười đón nàng ấy vào nhị tiến viện lâm di dẫn lâm sương tham quan một vòng lâm sương nhìn đâu cũng khen thích nhất là bức họa bốn mùa trong thư phòng của lâm di sớm biết muội vẽ đẹp nhưng không ngờ lại đẹp đến như vậy tranh này là Lâm Di và Chu Thập Cửu cùng vẽ, một mình nàng làm gì có bản lĩnh đó. Lâm Di chỉ sợ Lâm Sương hỏi tới vấn đề này, may mà Lâm Sương đang đắm chìm trong niềm vui được gặp lại Lâm Di, nên không thắc mắc nhiều. Lâm Sương uống mấy hộp trà thông giọng rồi kể lại chuyện mấy ngày qua cho Lâm Di nghe, ở cát gia rất tốt, chỉ là bụng ta mãi vẫn chả thấy động tĩnh gì, trưởng bối trong nhà rất sốt ruột, kinh khoa thanh thủ nổi danh gần đó đều mới tới hết, ẩm ý đến mức cả huyện Tam Hà đều biết, đều cho rằng rằng ta mắc bệnh gì nặng. Tháng trước quỷ thủy của ta không tới, lại không có khẩu vị, cứ tưởng là có tin vui, ai ngờ lang trung trần bệnh nói không phải. Vừa vặn phu quân có việc phải vào kinh, mẹ chồng bèn bảo ta đi cùng cho vui, không chừng sẽ tốt hơn. Lâm gì đã từng gặp Thái Thái Cát Gia, biết Thái Thái Cát Gia là một người mẹ chồng hiểu ly lẽ, giờ nghe Lâm Sương nói vậy thì bật cười. Vừa đúng lúc sắp trung thu, tiện ngắm hoa đãng luôn. Bảo Cát Khánh Sinh đưa tỷ đi dạo quanh đây đó, lần trước vào kinh một mình, tỷ đi đâu cũng không tiện. Đây chính là ưu điểm của việc lấy chồng, chỉ cần có phu quân đi theo là được phép ra ngoài. Lâm Sương hỏi Lâm Di, trong nhà có nghe nói chuyện trong kinh, ta cứ lo lắng hãi hùng, vừa lo mà vừa khâm phục muội, nếu là người khác thì đã sợ chết khiếp rồi. Lâm Di bật cười, đâu liên quan gì tới muội đều là chính sự của cánh nam giới thôi nữ giới chúng ta chỉ ở trong nhà chờ tin tức là được lâm sương bảo nha hoàn lấy ra một chiếc áo choàng lông trồn trắng viền lót vải gấm đỏ ra ta làm đấy không biết muội có thích không ta cũng có làm một cái lông cáo đen cho châu tỷ tỷ ngày mai sẽ cho người đưa sang tề ra lần trước châu lạng huyên tặng lâm sương một bộ váy gấm màu xanh chuối và một chuỗi ngọc cùng màu lâm sương vẫn nhớ mãi đến giờ Lâm Di cười nói, đương nhiên là thích rồi. Lông trồn trắng lót vải gấm đỏ đẹp quá. Nàng không hề nhắc tới khúc mắc giữa mình và Châu Lang Huyên. Lâm Dương hiếm khi vào kinh, không có xung đột gì với Châu Lang Huyền cả. Hai người đối xử nhau như thế, tỉnh ra hòa hợp hơn nàng cùng Châu Lang Huyền nhiều. Hai người nói tới đây thì bà Tử ở ngoài lên tiếng báo, Quận Vương gia về rồi à? Chu Thập Cử trở về, theo sau chính là Cát Khánh Sinh. Lâm Di liếc nhìn Lâm Sương, không nên bắt tỷ phu khách khí như vậy. Lâm Sương bất đắc dĩ nói, anh chàng đó ấy à, đã nhận định gì thì tới chết vẫn không đổi, nên luôn coi quận vương gia là ân nhân chủ không phải muội phu. Ân nhân thì phải tôn kính, muội phu mới là thân thích. Lâm Di dặn dò nhà bếp, mang thức nhắm đã chuẩn bị sẵn lên đi. Cát Khánh sinh lặn lội đường xa vào kinh, đương nhiên phải uống vài chén rượu với Chu Thập Cửu rồi. Lâm Di cười nhìn Lâm Sương, chúng ta không tham gia với bọn họ làm gì, lát nữa tới phòng muội ăn cơm. Lâm Sương cũng cảm thấy như vậy tốt hơn, đề tài của nam giới và nữ giới chưa bao giờ giống nhau mà. Với nam giới, uống rượu là cách thúc đẩy tình cảm nhanh nhất, ban đầu Cát Khánh Sinh đối với Chu Thập Cửu rất cung kính, sau vài chén rượu thì càng thêm kính nề. Nam giới ở trên bàn rượu nhìn chén không say mới là đàn ông chân chính. Cát Khánh Sinh trải qua vô số tiệc rượu lớn nhỏ, nhưng chưa từng gặp ai coi rượu như nước giống Chu Thập Cừu cả. Hai canh giờ sau, Cát Khánh Sinh đã chân nọ xả chân kia, sợ mất mặt nên vội vã cáo từ. Lâm Di đưa Lâm Sương ra cửa, nào ngờ lại nhìn thấy Cát Khánh Sinh ở cổng nguyệt lượng. Cát Khánh Sinh gặp Lâm Di thì lập tức cúi thấp vái chào, khiến nàng giật nảy mình. Lâm Sương vội vàng giải thích, nên như thế Toàn bộ cát gia đều có ý giống vậy. Lâm Di lắc đầu, đều là thân thích với nhau cả mà, về sau đừng như thế nữa. Tiễn Cát Khánh Sinh và Lâm Sương về xong, đúng lúc Chu Thập Cửu tới phòng xếp tắm rửa trở ra, Lâm Di bèn bưng trà nhạt sang, Chu Thập Cửu lại cười đòi trà bạc hà. Khẩu vị của Chu Thập Cửu bây giờ lại thành ra giống nàng rồi. Chu Thập Cửu cười nói, hoàng thượng có ý phục chức cho ta rồi. Mắt Lâm Di lập tức sáng lên đèn lồng lâm di tặng hôm nay có tác dụng bằng không hoàng thượng đã chẳng đột một triệu kiến ta hỏi từ đầu đến cuối chuyện ở thiên tân một lần nữa lại ở ngay trước mặt ta hỏi nhạc phụ có phải đã biết chuyện thường quang văn sử dụng lương thực giúp dân từ trước hay không nhạc phụ đáp rằng mình không biết trước đó dâng tấu nói giúp cho thường quang văn chỉ vì thường quan văn có danh tiếng rất tốt trong lòng của bách tính thiên thần chưa kể mấy năm trước nhạc phụ thường cùng thường quang văn vào kinh đánh giá thành tích biết được thường quang văn luôn ngượng vì túi tiền rỗng tuếch, quan phục cũ hơn hẳn những vị quan khác. Vào kinh chỉ mấy ngày mà thường quang văn cũng không nhàn rỗi, liên tục hỏi han chính sự ở thiên tân, bận bịu từ sớm tới tối, càng ngày càng gầy. Trong một lần đánh giá thành tích, thường quang văn ngã bệnh, may mà có nhạc phụ chăm nom mới duy trì được thành tích tốt. Xem ra Hoàng thượng không chỉ muốn phục chức cho Chu Thập Cửu mà còn muốn cho Thường Quang Văn một đường sống nữa. Rốt cuộc hoàng hậu nương nương cũng xóa bỏ được khúc mắc trong lòng hoàng thượng. Có thể có cục diện như ngày hôm nay, quả thật không hề dễ dàng. Lâm Di nhớ tới Trịnh gia, vậy còn Trịnh Các lão? Chu Thập Cửu lắc đầu, Trịnh Các lão đã cáo lão về hưu. Xem ra người gặp nguy hiểm thì bình yên vô sự, Trịnh Các lão không có liên quan trực tiếp lại vì thế mà bị liên lụy, điều này nói rõ cái gì. Lâm Di nhìn Chu Thập Cửu, hoàng thượng có ý ghi tên nhị vương gia dưới danh nghĩa của hoàng hậu nương nương. Nói cách khác, hiện giờ hoàng thượng đang hướng về việc lập nhị vương gia làm thái tử. Chu thập cửu mỉm cười. Nàng đoán đúng rồi, như thể hoàng hậu nương nương và nhị vương gia sẽ dính chặt không rời, vậy giấc mộng kia của nàng. Mặc dù thành quốc công đã chết, nhưng chuyện kiếp trước liệu có xuất hiện nữa không? Lâm gì muốn hỏi Chu thập cửu, nhưng không biết bắt đầu thế nào, nên đành thôi. Lúc nàng quyết tâm muốn nói thì Bạch Thược lại vội vàng vào nhà báo, đại thái thái treo cổ suýt nữa đã chết, nhờ có nha hoàn phát hiện cứu kịp. Bí được an thần bên chỗ lão phu nhân đã dùng hết rồi, nên muốn hỏi phòng quận Vương Phi còn không, muốn cầm một bình đưa sang nhà cũ. Trần Thị tự tử suýt chết, Chu Nguyễn Cảnh làm lớn chuyện hòa ly rồi. Lâm Di nhìn Bạch Thược, lấy ra cho họ đi. Bạch Thược vội vàng xua hồ đào đi lấy thuốc, sau đó cẩn thận kế tiếp, nghe người bên lão phu nhân nói, lão phu nhân không đồng ý cho hòa úy, còn sai thân ma ma tới nhà cũ trách mắng đại lão ra một trận. Đại lão ra đáp ứng, nhưng không biết vì sao tới tối lại giờ quê. Lâm Di nhìn sang Chu Thập Cản, Chu Thập Cửu vẫn bình chân như vậy, tựa như những chuyện Bạch Thược đang nói không liên quan gì tới mình. Chương 242, cái bẫy. Bạch thược lui xuống, lâm di ngồi xuống cạnh thu thập cửu. Quận vương gia giống như đã sớm biết được. Chu thập cửu cười khẽ, triều đình cấm các hành vi ăn chặn bóc lột. Nếu bị phát hiện nhà ai cho vay nặng lãi, quan viên đó sẽ bị cách chức ngay. Mặc dù giấy nợ trên người thẩm quản sự không thể nói chắc chắn là của Chu Nguyễn Cảnh và Trân Thị, nhưng cũng ngự sử lấy cớ tô cáo. Chu Nguyễn Cảnh sợ bị ngự sử tố tội nên ra tay trước, đòi hòa ly với chân thị, làm vậy sẽ có thể phân bua rằng mình không biết cũng chẳng liên quan gì. Nhưng xem ra màn kịch không thể tùy tiện hạ màn như vậy. Hiển nhiên Chu thập Cửu không muốn nói về chuyện của Chu Nguyễn Cảnh, nên bỗng chuyển sang hỏi Lâm Sương, "Ta nghe Cát Khánh Sinh nói, lần này vào kinh ngoại trừ tặng lễ mừng năm mới thì còn đề giải sầu. Cát gia và Trần gia đều mong chờ Lâm Sương có mang." Chu thập Cửu chống chân các món tay thon dài gõ gõ đầu gối, trên khuôn mặt tuấn tú là ý cười, Nguyễn Nguyên thích đi đâu. Chúng ta cũng nên đi giải sầu một chút, muốn nói sao mãi mà bụng nàng vẫn không có động tĩnh gì à. Lâm Di hơi nhướng mày, Chu Thập Cửu cũng nóng ruột giống Cát Khánh Sinh ư. Chu Thập Cửu cười nói tiếp, Nguyễn Nguyên không cảm thấy phu thê cùng ra ngoài làm khách là một việc rất hay ho sao. Thì ra Chu Thập Cửu không biết khúc mắc bên trong, Lâm Di nghĩ tới đó thì cổ tình cầm khăn lên che miệng cười. Trước giờ luôn là chu thập cửu thong dong nắm hết mọi chuyện trong tay, lần này nàng cũng thử ra vẻ bí hiểm, che giấu nụ cười đi ra khỏi phòng. Trong căn phòng tĩnh tặng chỉ còn lại bóng dáng khoan thai của chu thập cứu. Tựa như quân cờ ngọc trên bàn cờ, bầy biện đẹp tới đâu thì không có người ngắm cũng sẽ vô vị. Nam giới thời ngụy Tân thích mặc áo bảo rộng búi tóc cổng, theo đuổi sự phong, yêu phóng khoáng. Đó là bởi vì thời đó nữ giới thích công khai bày tỏ lòng hâm mộ. Bây giờ trong phòng không còn ai khác, ra vẻ tiêu sái cho ai nhìn đây? Chẳng qua, Nam Nhi Phong lưu luôn tự có cách riêng của mình. Chu Thập Cửu không cười nữa, nhìn xa xăm, đứng dậy gọi Quất Hồng vào nhà. Lâm Di vẫn chưa biết chuyện gì. Một lát sau Quất Hồng mới chạy tới nói, quận vương gia đòi cổ cầm ạ, à? gọi gấp quá nên nô tỳ không dám chậm trễ. Lâm Di gật đầu, chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì trong phòng đã vọng ra tiếng đàn du dương, theo sau đó là giọng ngâm huyền truyền của Chu Thập Cửu. Gặp mỹ nhân, chẳng thể quên một ngày không thấy, lòng phiền muộn thay phượng bay khắp trốn cao này tìm hoàng bốn biển chẳng tài công lao hận rằng nàng ở phương nào mượn đàn nói chuyện, xanh sao cõi lòng khi nào gặp được dáng kiều cho thôi nhung nhớ, cho chiều thôi dâm cầu xe tơ thắm sắt cầm nếu duyên không chọn hồn trầm vào đêm trích khúc phượng cầu hoàng con đực của giống chim phượng gọi là phượng, còn con cái gọi là hoàng. Bản dịch của bạn bằng tâm liên. Tiếng đàn vẫn tiếp tục. Phượng và hoàng bay lượn trong tiếng nhạc réo rắt có ý nghĩa là khó khăn mới gặp được. Chu thập cửu không đuổi theo ra ngoài mà lại ở trong phòng dạo đàn, làm vậy ngay cả hạ nhân trong sân cũng nghe thấy rõ mồn một. Chu thập cửu luôn như cố tình chiêu chọc giới hạn của nàng. Trước khi Chu thập cửu hát tới câu ước gì giao kết thành uyên ương, Lâm Di đã đỏ mặt đi vào phòng. Chu Thập Cửu cười ngước lên hỏi: Có muốn người lấy sắt tới hay không? Không chờ Lâm Di mở miệng, chàng đã chân an. Nguyễn Nguyên đừng sợ, trong nhà chúng ta mà. Sắt trong đàn sắt, cầm với sắt là một cặp. Âm thanh rất hài hòa. Lâm Di nghiến răng. Trong nhà vẫn còn trưởng bối đấy. Ngài làm vậy ta làm sao ra ngoài gặp người khác nữa hả? Chu Thập Cửu vẫn phơi phới như nắng xuân, tiếp tục dạo đàn ta cầu thể, có tội gì chăng? Ánh mắt chàng vẫn luôn dán lấy lâm di, tình ý mênh mông, càng lúc càng nồng nàn hơn. Thật sự khiến người khác xấu hổ không thôi. Hôm sau cùng mama lại đưa tin ở tôn thất doanh đến. Tối hôm qua người chân gia đã tới nhà cũ, hiện hai chị dâu của đại thái thái đều đang ở bên đó. Chân gia nói hành động ẩm ý đòi hòa ly của đại lão gia là cố tình gây sự mấy năm nay đại thái thái vất vả quản gia lại sinh được con cái chưa hề có lỗi lầm gì vậy thất suất mà đại lão gia khăng khăng gán cho đại thái thái rốt cuộc là tội nào mời nói thẳng ra cho mọi người cùng phân xử nếu quả thật có lý thì đừng nói là hòa ly ngay cả bỏ vợ chân ra cũng chấp nhận tội thất suất là chân thị ghen tuông không cho chu nguyễn cảnh nạp thiếp là chân thị đặt điều ly dán sự hòa thuận của gia tộc và cả việc trộm của công ra ngoài cho vay nặng lãi kiểm lời riêng mặc dù trông như chân thị có lỗi nhưng hoàn toàn không lấy ra được chứng cứ nào chân thị hung dữ ghen tuông nhưng vẫn nạp thiếp cho chu nguyễn cảnh trộm của công cho vay nặng lãi song sẽ tìm không ra tờ giấy nợ nào trong phòng chân thị chỉ có chuyện thẩm quản sự ra ngoài rêu rao là ầm ý nhất thôi rất có thể chu nguyễn cảnh sẽ bắt nàng tới làm chứng cũng ma ma nói không biết đại lão gia định nói thế nào. Còn có thể nói thế nào? Chu Nguyễn Cảnh cũng hết cách rồi mới ra hạ sách này. Hiện giờ danh tiếng của Trân thị ở ngoài vô cùng xấu, Chu Nguyễn Cảnh chọn Hòa Ly đã là nể tình Trân thị sinh được con nối dòng, cũng đã nể tình phu thê mấy năm qua. Lâm Di nói, vậy phải xem lão phu nhân định thế nào. Chưa chắc đây đã là kết quả mà Chu lão phu nhân muốn, trong chuyện này 8 trên 10 phần là Chu Nguyễn Cảnh tự chủ trương nhưng hôm nay đã ẩm ý đến mức này, tất nhiên phải có người đứng ra thu dọn. Chân gia đòi ly lẽ, cùng mama lo chu Nguyễn Cảnh vẽ bậy vẽ bả, rất có thể sẽ đổ hết lên đầu nàng. Lâm Di mỉm cười, sóng to gió lớn hơn nữa cũng tới rồi, nàng sợ gì bắt nước bần này chứ? Hai vợ chồng Chu Nguyễn Cảnh và chân Thị còn tiếp tục nữa thì nhất định sẽ lãnh đủ. Chu lão phu nhân có thằng con trai chuyên gây họa như vậy, tốt hơn hết là mặc kệ không đếm xỉa tới. Lâm Di bảo cùng Mama chọn vài món lễ vật, chúng ta trở về phủ Quảng Bình Hầu. Người trong tộc vào kinh, nàng muốn về xem thử, đúng dịp nhân ngữ thu cũng muốn thăm mạch cho tổ mẫu. Cùng Mama đi chuẩn bị lễ vật, người gác cổng vừa chuẩn bị xe ngựa xong, Lâm Di đang định thay y phục rời phủ thì linh lung vào thưa, đại tàu của đại thái thái tới, nói muốn thỉnh an quận Vương Phi. Người nhà họ chân không chờ nổi, tìm tới nhanh thế à? Lâm Di Bảo Linh lung đi pha trà, không bao lâu sau, một người phụ nữ mặc y phục gấm màu hồng cánh sen thêu đuôi phượng, đầu cài châm hoa thủy tiên vàng đi vào nhà. Trần Gia và Trân Gia đã trở mặt với nhau và cắt ra, sau khi gà vào phủ khang quận Vương, Lâm Di rất hiểm khi gặp người nhà họ Trân. Trần Thái Thái vào nhà, hành lễ với Lâm Di, vốn đã định tới quận Vương Phủ thăm hỏi từ câu, chỉ là ca nhi trong nhà cưới vợ, làm bọn tôi bận rộn tới mức chân không chạm đất luôn. Giờ tân nương tử vào nhà rồi, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Thị thoảng dừng lại, cũng không biết quận Vương Phi có hoan nghênh tôi tới hay không. Lâm Di mời chân thái thái ngồi xuống, chân thái thái nói gì vậy, đều là thân thích với nhau, phải thường xuyên lui tới mới đúng. Trần Thái Thái hơi nheo mắt, trên mặt khang quận vương treo nụ cười khiến người ta không nhìn ra cảm xúc còn nhỏ tuổi mà khôn khéo như vậy, thảo nào cô nãi nãi phải chịu khổ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 243, Kinh Hoàng. Sau khi Lâm Di và Trân Thái Thái xã giao vài câu, Trân Thái Thái bèn tỏ ra buồn bã, nói thẳng vào vấn đề chính. Quận Vương Phì nói xem chuyện làm thế nào bây giờ, sao đại lão gia lại muốn hòa ly vì cô nãi nãi nhà chúng tôi vậy? còn làm to chuyện đến thể ai chẳng biết cô nãi nãi nhà chúng tôi giúp chống dậy con, hiền lương thục đức chủ, gây gổ không nể mặt nhau như thể thật sự vô cùng khó coi. Nói cách khác, trong chuyện này chân thị không có lỗi, dẫu có lỗi thì cũng là do người ngoài nói năng lung tung, nếu chu Nguyễn Cảnh và chân thị vì mấy lời ra tiếng vào bên ngoài đó mà hòa ly, sau này lâm di cũng khó xử. Ý của chân thái thái là muốn lâm di ra mặt giàn xếp chu nguyễn cảnh và chân thị ra ngoài hại người khắp nơi mà còn muốn nàng che giấu giúp, Cứ coi như nàng thật sự giúp vậy về sau chân thị có biết sửa đổi không? cho dù nàng vờ như chẳng biết gì, nhà họ chân vẫn có thể tìm được cớ nàng đâu có biết chân thị hại mình thì chân thị cũng đâu có lỗi lầm gì. chu lão phu nhân tính toán khéo thật muốn nàng giải vây hổ, sau này chân gia không cần nhớ ơn nghĩa của nàng, chân thị an toàn qua ải chỉ có nàng gánh hết mọi uất ức thôi. Lâm Di thẳng thắn nói, ta và Đại Thái Thái là chị em dâu, tuy bình thường không ở chung với nhau, không quá thân thiết, nhưng ta luôn mong Đại Thái Thái sống tốt, Đại Phu Nhân cũng nên mong ta sống tốt mới phải. Nàng không hỏi tôi đã là nề mặt quan hệ chị em dâu rồi, lẽ nào cả nhà họ chân không hiểu. Đương nhiên rồi, Trần Thái Thái vội tiếp lời. Lâm Di nhìn Trần Thái Thái chằm chằm, không nói thêm nữa rõ ràng có ý chỉ trích hành động của chân thị chân thái thái ngồi thêm một lúc rồi các từ đến thẳng chỗ của chu lão phu nhân cùng ma ma bưng trà cho lâm di chân gia kỳ thật không cúi đầu trước quận vương phi mà còn muốn nhờ quận vương phi giúp đỡ ở đâu ra đạo lý này vậy đó là vì chân gia vẫn chưa biết tường tận mọi chuyện không biết chân thị có thật đã làm việc ác hay không nàng muốn chân gia biết rõ đầu đuôi sự việc Chu lão phu nhân giật dây chân thị làm như vậy và Chu Nguyễn Cảnh chỉ biết bảo vệ bản thân mới thật sự là kẻ hại chân thị. Lâm Di sai Quất Hồng đi lấy áo choàng, chủ tớ cùng nhau đến phủ Quảng Bình hầu. Tiểu Tiêu thị ra đón Lâm Di, sao nói là sẽ qua sớm mà giờ đến trễ thế. Lâm Di kể lại chuyện của chân gia, nhà họ đến tìm con, chắc là muốn nhờ con dàn xếp giúp. Tiểu Tiêu thị nghe nói chân thị bị ép phải hòa ly, nghĩ đến con cái của thị thì thở dài vậy con cứ giúp đi không lo cho người lớn thì cũng phải nghĩ đến tụi nhỏ hôm nay con cho nàng ta một cái ơn sau này nàng ta nhớ ơn ắt hẳn sẽ không hại con nữa dẫu gì cũng là chị em dâu trong nhà ra vào khó tránh khỏi chạm mặt nhau cứ thể im hơi lặng tiếng cho qua mọi chuyện ư lâm di và tiểu tiêu thị đến phòng của lão thái thái nhánh cả lâm di hành lễ với lão thái thái nhánh cả lâm sương cũng chào rồi kéo lâm di ngồi xuống với mình vừa vặn lão thái thái nhành cả cũng đang hỏi về chân ra bọn họ có cử trưởng bối đền tạ lỗi với cháu không lâm di lắc đầu tạ lỗi thì không có chỉ nhờ cháu giúp hóa chuyện to thành nhỏ biến chuyện nhỏ thành không thôi lão thái thái nhánh cả hừ lạnh không được đồng ý chúng ta có lý trước không việc gì phải che che giấu cả không làm cho rõ ràng đúng sai chúng ta sẽ không bỏ qua nói không chừng ngày nào đó sống tốt rồi bọn chúng lại quay đầu căn cháu một phát. Tiểu tiêu thị vẫn không đành lòng. Lão thái thái nhánh cả nghiêm mặt nói, không thể mềm lòng với kẻ luôn giáp tâm dồn mình vào chỗ chết. Không cho chúng một bài học thì đừng hòng cho qua chuyện. Mọi người nói đến đây, người hầu ngoài cửa đến bẩm báo, nhân tiên sinh đến rồi à. Lâm Di và Lâm Sương cùng đón nhân ngữ thu vào nhà. Nhân ngữ thu hành lễ với lão thái thái nhánh cả, Trông khí sắc của lão tổ tông tốt lên nhiều. Lão Thái Thái nhánh cả cười hiền, nhờ ơn phúc của tiên sinh hết đấy, uống vài thang thuốc xong người liên khỏe hơn hẳn. Mặc dù bệnh của lão Thái Thái nhánh cả có chuyển biến tốt, song tiểu Tiêu thị vẫn chưa yên tâm, ngày ngày đều hầu hạ cạnh giường, cứ lo có sơ suất gì. Dần dần lão Thái Thái nhánh cả cũng cảm thấy đứa con dâu này tốt hơn mình nghĩ, bèn đưa hai mama bên người cho tiểu Tiêu thị, giúp đỡ tiểu Tiêu thị quán xuyến việc nhà. Các phu nhân tới lui đều ngưỡng mộ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu như thế. Nếu bảo còn điều gì tiếp nuối nữa thì chính là việc con cái của Quảng Bình hầu không nhiều. Nhánh cả trần gia hiếm muộn, chỉ có mỗi mình hoành ca thì rõ ràng là không đủ. Tiểu tiêu thị muốn nạp thêm thiếp cho trần doãn viễn, nhưng lão thái thay nhánh cả lại nói, con cứ chăm lo bản thân cho khỏe, vẫn còn cơ hội. Tiểu tiêu thị vì thế mà rất cảm kích, đêm đến nằm trong lòng trần doãn viễn khóc một trận lão thái thay nhánh cả biết chuyện còn trêu bà cũng may ta chưa đồng ý nạp thiếp đấy bằng không giờ ta thành người xấu rồi nhắc đến hoành ca và lâm di tiểu tiêu thị rất cảm kích người tỷ tỷ đã qua đời của mình nếu tỷ tỷ không liều mạng sinh ra hai đứa trẻ giờ đây bà đã chẳng được thành thơi như vậy thế là chọn ngày tốt đến từ đường dâng trà cho tiêu thị còn nhờ nhà chùa làm phép hy vọng tiêu thị ở thế giới bên kia có thể sống tốt hơn tiếp tục phù hộ cho cả nhà tiểu tiêu thị còn đang suy nghĩ thì nhân ngữ thu tiên sinh đã viết xong đơn thuốc dặn dò bà phải sắc thế nào nhớ uống thuốc đúng giờ qua hết mùa đông bệnh sẽ đỡ nhiều lâm di củi đầu xem đơn thuốc thấy không khác nhiều so với đơn thuốc cũ thì biết bệnh tình của lão thai thai nhánh cả chẳng khá hơn được bao nhiêu nhân ngữ thu tiên sinh nhìn lâm di nói khẽ đừng nóng vội cứ từ từ cơ thể người già yếu không thể dùng thuốc mạnh quá lâm di gật đầu cùng nhân ngữ thu tiên sinh trở lại trong nhà tiểu tiêu thị cho người đi bốc thuốc còn chưa xoay người tại thì đã thấy bà từ gác cổng đi vào sân sao đến cùng lúc vậy nhỉ tiểu tiêu thị nghe xong lời bà từ báo lại bèn vào nhà nói tề nhị nãi nãi đến thăm lão thái thái này lâm sương gửi thư cho tề ra châu lam huyên bèn đến thăm lão thái thái nhánh cả và lâm sương châu lam huyền không ngờ sẽ gặp nhiều người như vậy đầu tiên hơi bất an nhìn lâm di sau đó thấy lâm sương vẫn đối đãi với mình như trước lão thái thay nhánh cả cũng không có ý trách móc nhân ngữ thu tiên sinh cũng chẳng có biểu hiện gì đặc biệt thế mới yên tâm một chút châu lam huyên hỏi thăm sức khỏe của lão thái thay nhánh cả sau đó lấy ra một cặp bảo vệ đầu gối cháu làm cho tổ mẫu và lão thái thái mỗi người một đôi không biết lão thái thái có chê tay nghề kém cỏi của cháu không lão thái thái cầm hai chiếc bao đầu gối nhìn ngắm kỹ càng. Đường kim mũi chỉ đẹp thế mà còn chê thì sau này ta mang gì đây? Châu lãng huyền cùi đầu cười, trong nụ cười lộ vẻ cảm kích. Nếu là nhà khác chắc sẽ không ngó ngàng gì tới nàng rồi. Cho dù có nói chuyện thì cũng chỉ ứng phó qua loa thôi. Chủ đâu giống như lâm di và lão thái thái nhánh cả trần gia. Châu lãng huyền vừa nghĩ vừa nhìn lâm di, lâm di cười hiền nhìn đáp lại nàng. Còn một việc nữa cần phải làm phiền nhân tiên sinh, lão thái thái nhánh cả dứt lời thì nhìn về phía lâm sương. Lâm sương đứng một bên đỏ mặt. Lão thái thái nhánh cả cười nói, đều là người nhà cả, xấu hổ cái gì, ở huyện Tam Hà không thiếu lang trung nhưng khó khăn lắm mới có dịp gặp nhân tiên sinh mà, cơ hội này mất là không có nữa đâu. Lâm sương bị lão thái thái nhánh cả chọc ghẹo, mặt càng đỏ hơn. Lâm Di lấy chiếc gối thuốc đặt trên bàn thấp, để Lâm Sương đặt tay lên. Lúc đầu nhân ngữ thu tiền sinh còn cười, về sau từ từ tĩnh tâm lại chăm chú nghe mạch. Lâm Sương ngồi bên cạnh tim đập nhanh như trống, suýt không kiềm được mà hỏi nhân tiên sinh, bản thân mình có bị bệnh gì không? Lâm Di và Châu Lang Huyên cũng bu vào xem. Đợi đến lúc nhân ngữ thu tiên sinh rời tay khỏi cổ tay của Lâm Sương, lão thái thái nhánh cả mới hỏi, sao rồi? Nhân ngữ thu tiên sinh ngạc nhiên nhìn Lâm Sương, sao đến lúc này rồi mà còn lặn lội đường xa thế kia lâm sương không hiểu câu nói này có ý gì chỉ mau chóng giải thích vừa hay cần phải vào kinh vơi cũng lâu rồi ta không gặp quận vương phi mới quyết định đi một chuyến cho khuây khoa thấy nhân ngữ thu vừa ngạc nhiên lại tỏ vẻ trách móc mắt lâm di sáng lên châu lạng huyên cũng cười lão thái thái nhánh cả mới đầu không nói gì nhìn ánh mắt không hiểu của lâm sương thì nhướng mày nói mấy đứa ẩu tả quá đi trưởng bối trong nhà cũng sơ suất nữa, nhỡ xảy ra chuyện gì thì có hối cũng muộn rồi. Hình như Lâm Sương hiểu được ý của lão thái thái nhánh cả, vừa mừng vừa không dám tin. Lâm Di cầm lấy tay Lâm Sương, tỷ có thai rồi. Lâm Sương cảm thấy vành mắt đột nhiên cay cay, không khống chế được cảm xúc trong lòng. Lão thái thái nhánh cả thở dài, chuyện vui mà, sao lại khóc chứ? Hồi lâu sau Lâm Sương mới nói được, cháu cứ tưởng mình không thể có con mỗi lần nghĩ đến đều rất sợ nhưng trước đó nguyệt sự không đến cháu cũng có nhờ lang trung bắt mạch lang trung không nói có thai mà chỉ bảo cháu cứ thư giãn nguyệt sự sẽ đều đặn hơn sau đó quả thật nàng có bớt suy nghĩ nhưng nguyệt sự vẫn không thấy tới lần này vào kinh nàng vốn định nhờ lang trung bắt mạch lại nhưng nghĩ đến việc tự dày vò bản thân mấy bận đều công cốc nên ngại mở miệng sau đó vừa chuẩn bị quà vừa nghĩ đến việc sắp được gặp Lâm Di, trong lòng vui sướng, nên nàng quên bằng luôn chuyện này. Lão thay thay nhánh cả ngồi một lúc thì không ngượng thêm được nữa, bèn vào buồng sưởi nghỉ ngơi. Trong phòng không có trưởng bối, Lâm Sương dễ nói chuyện hơn hẳn. Lâm Sương nắm lấy tay Lâm Di, nhìn chằm chằm Lâm Di, nói, lần này đến Khánh Sinh cứ lo chọn quà cáp không vừa ý mọi người, ta cười nói ngay, Gia đình chúng ta với Khang Quận Vương gia giờ là thông gia, chỉ cần có Khang Quận Vương phi, chúng ta không phải lo lắng gì cả, có lòng là được." Khánh Sinh lại bảo không nói vậy được, giờ hai ân nhân ở cùng một nơi thì càng phải cẩn thận hơn, ân tình trả mãi cũng không hết. Khánh Sinh nói, năm đó huynh ấy cảm thấy bản thân chết chắc rồi, hoàn toàn không ngờ có người cứu được mình. Huynh ấy mãi mãi không quên được cảm giác khi rời khỏi nhà lao ẩm thấp kia khang quận vương và quận vương phi đã cứu mạng huynh ấy, ơn đó huynh ấy khắc ghi trong lòng. giờ huynh ấy đã lấy vợ, kế thừa gia sản, có cuộc sống sung túc, nên càng không thể quên chuyện xưa. mỗi ngày trôi qua đều đáng quý hơn. tỷ thiếp trong nhà ai muốn đi thì cho đi, ai muốn ra thôn trang dưỡng già thì cho đi dưỡng già. huynh ấy muốn toàn tâm toàn ý sống với ta, ta hiểu nên càng muốn sinh con cho huynh ấy hơn cảnh cả nhà cùng xung vầy thật sự không gì tốt đẹp hơn nhưng uống bao nhiêu thuốc bổ rồi mà vẫn không có thai ta lại sợ vì khánh sinh đuổi hết tỳ thiếp đi mà lại lỡ mất việc sinh con nối dõi khiến trưởng bối trách cứ ta càng nghĩ càng giàu dĩ chẳng những không thể mang thai mà nguyệt sự còn lúc có lúc không mỗi lần đến ngày là cả nhà cứ vây quanh ta khánh sinh an ủi ta rằng đừng lo lắng quá còn nhiều thời gian mà nhưng không phải ta lo không có thời gian, ta chỉ rất muốn có con thôi. Lâm Sương khóc, giờ ta đã hiểu ý của Khánh Sinh rồi, nằm đó nếu như Khánh Sinh không thoát chết trong gang tấc, làm sao hai ta có thể thành thân, làm sao có thể có đứa con trong bụng này, gia đình ta cũng sẽ chẳng hạnh phúc như vậy. Lát nữa Khánh Sinh về, không biết sẽ vui đến giường nào nữa. Lâm Di lau nước mắt cho Lâm Sương, phát hiện khóe mắt mình cũng cay cay. Châu Lang Huyền cũng xúc động, nhìn Lâm Sương không nói nên lời. Sống mũi nghèn nghẹn, nhân ngữ thu tiên sinh cười nói, giờ tốt rồi, đã có con thì cũng nên dỡ bỏ cục đá trong lòng xuống được rồi. Lúc ta ở Phúc Ninh, có không ít phu nhân đến nhờ ta kê đơn bồi bổ cơ thể nhưng ta đều từ chối. Một là ta không muốn liên quan đến chuyện gia đình nhà khác, hai là đa số sức khỏe của họ đều rất tốt nhưng mới sáu tháng một năm vẫn chưa đậu thai thì đã tìm đủ mọi cách như vậy chi càng khiến tình huống tồi tệ hơn thôi nhân ngữ thu nói là sáu tháng một năm lâm di và châu lang huyền lấy chồng cũng một thời gian rồi mà hai cái bụng vẫn chưa có gì mấy người đều cùng một suy nghĩ nên nhìn nhau cười bấy giờ tiểu tiêu thị vừa vào nhà cười bảo ta cho người đi nấu chén huyết yến cho lâm sương bồi bổ cơ thể đợi cậu ấm nhà họ cát về rồi chúng ta cùng nhau ăn mừng. Lâm Sương đỏ mặt nói, phu nhân đừng mất công quá, con nào có yếu ớt như thế. Tiểu tiêu thị cười nói, yếu chứ, lần đầu mang thai không sơ suất được đâu. Dứt lời bà sang châu lang huyên, tề nhị nãi nãi cũng ở lại chơi đi, mấy đứa cũng lâu rồi không tụ tập rồi. Châu lang huyện cười gượng, nhà con có việc nên chút nữa phải về ngay. Ở lại đi mà. Lâm Sương kéo áo Châu Lạng Huyên, mọi người cùng nhau vui vẻ, vài hôm nữa không chừng ta phải đi rồi. Châu Lang Huyên không nói gì. Lâm Sương nhìn Lâm Di, muội xem chu tỷ tỷ kia, không nể mặt ta chút nào. Lâm Di cười nói, Lang Huyên ở lại đi mà. Châu Lang Huyên thấy ấm lòng, vậy. Ta ở lại, vốn là bữa tiệc gia đình náo nhiệt, giờ lại có thêm hỉ khí. Lâm Di vào bếp giúp tiểu tiêu thị chuẩn bị tiệc, chỉ còn chờ đến tối mấy người Trần Doãn Viễn, Chu Thập Cửu và Khánh Sinh xong việc trở về thì khai tiệc thôi. Khánh Sinh đang thăm họ hàng trong kinh thành, Lâm Sương cho người đi báo tin, bảo Khánh Sinh về sớm. Lâm Di cười trêu, tỷ chỉ cần bảo là có thai rồi, đảm bảo tỷ phu sẽ bỏ hết mọi việc chạy về nhà ngay. Châu Lang Huyên nói, sao có thể để người hầu thông báo được, nói thế nào cũng phải đợi hai người gặp mặt nhau, rồi nói riêng chứ. Lâm Sương đỏ mặt giơ tay đánh nhẹ Lâm Di và Châu Lăng Huyên, hai người chỉ giỏi hùa nhau ức hiếp ta thôi. Một lúc sau gã sai vặt trở về bẩm báo, ra nói còn thăm một nhà nữa, xong là về luôn. Sau khi gã sai vặt lui xuống, Châu Lăng Huyền lại cười trêu Lâm Sương, nghĩ xong phải nói thế nào chưa? Lát nữa mà còn khóc là bọn ta mặc kệ, giao luôn cho Khánh Sinh đấy. Nhân ngữ thu bị Châu Lạng Huyên chọc cười, yên tâm, yên tâm, lát nữa Khánh sinh vào nhà, chúng ta cứ tránh xa ra, khóc hay cười tự họ biết thôi. Trong nhà vang vang tiếng nói cười, tiểu tiêu thị cho người đốt thêm vài cái lồng đèn đỏ, tăng thêm hỉ khí trong phủ. Lâm Sương để Lâm Di và Châu Lang Huyên vây quanh sửa soạn cho mình, nàng thay một chiếc váy đỏ bằng gấm tứ xuyên, nhìn từ xa trông rất rực rỡ. Trần Doãn Viễn trở về phủ cũng cảm giác được không khí vui mừng. Tiểu tiêu thị cười kề, Lâm Sương có thai rồi, mấy đứa nhỏ đang vui kìa, ta có chuẩn bị chúc Diệp Thanh để lát nữa lão ra uống thêm vài ly đấy. Cứ nói đến rượu là Trần Doãn Viễn lại lắc đầu, ông không phải là đối thủ của con rể về khoản uống rượu, hôm nay lại có khánh sinh, chẳng may say mềm thì mất mặt lắm. Trần Doãn Viễn thay quần áo rồi đi thăm lão thái thay nhánh cả, mọi người nói chuyện được một lúc thì Chu Thập Cửu cũng về. Trần Doãn Viễn kéo con rể ra nói chuyện riêng tiểu tiêu thị cảm thấy kỳ lạ, sao vẫn chưa thấy cậu ấm cát ra về nhỉ? Lâm Sương và Châu Lang Huyên nói chuyện với nhau, chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ cát. Châu Lang Huyên đề nghị, hay cho người ra ngoài tìm xem, không chừng đi tặng lễ bị giữ lại lâu. Cũng có khả năng đó, giờ là lúc các quan chức xong việc về nhà, bị kéo lại nói vài câu cũng là bình thường. Lâm Sương hơi hối hận vì đã không nói cho Khánh Sinh biết có việc gấp, hay cứ bắt đầu tiệc đi đừng đợi nữa, cả quận vương gia cũng đã tới rồi. Lâm Di cười nói, không được, hôm nay chủ yếu là tiệc mừng của hai người mà. Lâm Di và Lâm Sương liên thuyên được một lúc, vẫn chưa thấy bóng dáng của Khánh Sinh đâu, lần này Lâm Sương không chờ được nữa, bèn sai nha hoàn hảo gã sai vặt ra ngoài đi tìm. Nhà hoàn mới đi không lâu thì như gặp phải ma hốt hoàng chạy về, nhà hoàn và bà tử ngoài cửa đều thay đổi sắc mặt. Bọn Lâm Di không nói chuyện nữa, đều nhìn ra cửa, bạch ma ma đi vào nhà, vội vã thấy gã sai vặt của Khánh Sinh cũng khom người vào trong. Nhìn gã sai vặt nhợt nhác, chiếc áo nâu không hiểu sao ướt nguyên một mảng, người run rẩy, lòng lâm xương và lâm di trùng xuống, đứng ngay dậy, đảo mắt nhìn từ bạch ma ma đến gã sai vặt, đại gia đâu? Đại gia về chưa? Lâm xương không nói thì thôi, vừa nói xong, gã sai vặt kia lập tức quỳ xuống, dập đầu liên tục, lắp bắp nói được chữ mất chữ còn lâm di nhìn bạch ma ma vẻ mặt bạch ma ma đầy lo lắng sợ hãi người lâm di lạnh toát không nói câu nào đến đỡ lâm sương chậu lang huyên bên cạnh cũng thấy tình hình không ổn đến đỡ cánh tay còn lại của lâm sương ngồi xuống đã lâm di nói ngồi xuống rồi hẵng hỏi bên trong còn đang nói thì bên ngoài kia đã ồn ào hẳn lên lâm sương mở to mắt nhìn gã sai vặt hỏi ta hỏi người đấy đại gia đâu gã sai vặt không nói nên lời mà chỉ tay ra ngoài trên tay dính đầy máu tươi lâm sương cảm thấy ngực mình như bị một tảng đá nặng nghìn cân đè lên không thở nổi tất cả hy vọng đều nằm trên miệng của gã sai vặt nhưng hẳn lại không thốt nên được nửa lời khiến nàng chỉ muốn đánh bay hắn lâm sương nổi nóng mắt đỏ âu cảm thấy những người xung quanh đều vướng víu lập tức dùng hết sức lực thoát ra bất chấp mọi thứ chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể ngoài của toàn là người cũng chẳng rõ khánh sinh có trong đó hay không lâm sương mù quáng tìm kiếm trước mặt nàng là rất nhiều khuôn mặt nàng không nhìn rõ là ai với ai điều duy nhất có thể thấy rõ là sự thương xót trong mắt họ bên tài cũng có rất nhiều tiếng nói ai đó đang gọi liên tục nãi 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 trước mắt gần như biển thành màu đen lâm sương vẫn gắng gượng bước tới rốt cuộc cũng thấy được người hầu bên người cát khánh sinh trên mặt bọn họ còn hằn vẻ hốt hoảng chưa tan nàng lảo đảo đẩy đám đông ra nhìn thấy cát khánh sinh nằm trên giường mặt cát khánh sinh dính đầy máu tươi máu vẫn không ngừng chảy làm ướt giường liên tục nhỏ xuống đất tại sao không ai làm gì không ai giúp đỡ hết vậy tất cả chỉ trơ mắt nhìn là sao lâm xương gào to cứu cứu người đi chứ đều đứng được ra đó làm gì? Lâm Sương, Lâm Di giữ chặt tay Lâm Sương, Lâm Sương, nghe muội nói, lang trung tới rồi, tỷ đứng sang một bên chờ đã. Lâm Sương như không nghe thấy gì cả, mắt hẳn tia máu, hung dữ xô đẩy người bên cạnh. Bất kỳ ai tới gọi, ai nói gì cũng đều vô dụng. Nhân ngữ thu tiên sinh bảo bạch ma ma lấy thuốc an thần tới, trộn thêm bạc hà rồi sai mấy bà tử giúp chấm dưới mũi lâm xương lâm sương cảm thấy bên tai ong ong tiếng chiêng kêu âm thanh đó chậm rãi kéo dài khiến nhịp thở và nhịp tim của nàng cũng chậm lại theo cuối cùng trước mắt tối sầm lại nàng không còn hay biết gì nữa tất cả đã chuẩn bị sẵn mọi người cuống quýt khiêng lâm sương lên bọn nha hoàn ba chân bốn cẳng thu dọn một gian phòng ấm áp để lâm sương nằm tạm nhân ngữ thu cũng đi theo vào phòng sao rồi ạ à? lâm di nhìn nhân ngữ thu đứa bé trong bụng lâm sương có vấn đề gì không nhân ngữ thu khẽ lắc đầu vẫn chưa biết cố hết sức giúp nàng ấy ổn định cái thai trước thôi lát nữa nàng ấy tỉnh lại thế nào cũng hỏi về tình hình của cát khánh sinh tới lúc đó chúng ta phải nhắc nhở nàng ấy về đứa bé trong bụng nữ giới vốn có thiên tính bảo vệ con cái đây cũng là biện pháp duy nhất hiện giờ lâm di nhìn lâm sương thiêm thiếp ngủ mới rồi nàng ấy còn vui vẻ hết mực mong móng một cuộc sống yên bình với cát khánh sinh. Bấy giờ Châu Lang Huyên đi vào nhà, Nhân Ngữ Thu bèn hỏi tình hình bên ngoài. Châu Lang Huyên khẽ lắc đầu, cây đao vẫn còn cắm trên người. Lang Trung không dám động tới nó. Máu vẫn còn chảy, bởi vì chẳng thể rót được cầm máu cho người bệnh uống được. Lang Trung nói hết cách rồi. Dứt lời nàng mong chờ nhìn Nhân Ngữ Thu. Nhân Ngữ Thu là tiểu thư chưa xuất giá trước giờ chỉ bắt mạch cho nữ giới, nên giờ không tiện đi xem cát khánh sinh lắm. Để ta đi xem có thể giúp được gì không? Nhân ngữ tu nhìn thoáng qua lâm xương nằm trên giường rồi đứng dây. Vì lâm xương, nàng cũng nên thử một lần. Lâm Di và Châu Lang Huyền ở lại chờ. Hồi lâu sau Châu Lang Huyên đưa khăn tay lau khóe mắt, muội nói xem, liệu cát khánh sinh. Nửa cầu còn lại nàng không biết mở miệng nói thế nào. Lâm Di cũng cố nén nước mắt, Châu tỷ tỷ ở đây trông chừng lâm xương, ta ra ngoài hỏi thăm một chút. Cứu cát khánh sinh là việc quan trọng hàng đầu, thế nhưng nàng muốn biết rõ rốt cuộc là kẻ nào đã hại cát khánh sinh ra nông nỗi đó. Châu lang huyên hiểu ý lâm di, nên khẽ gật đầu. Lâm di đi tới phòng lão thai thai nhánh cả, lão thai thai nhánh cả nhìn thấy lâm di bước vào với khuôn mặt tái nhọt thì hơi mím môi. Trần Doãn Viễn gọi gã sai vặt theo hầu cát khánh sinh tới vặn hỏi, Lâm Di cũng ngồi xuống cạnh lão thai thai nhánh cả lắng nghe. Lão thai thai nhánh cả hỏi, nói vậy tức là bắt được kẻ hành hung rồi. Trần Doãn Viễn gật đầu, bị bắt ngay tại chỗ à? Đã áp giải tới thuận thiên phủ rồi. Kẻ hành hung bị tóm dễ dàng, không cần tốn công đi thăm dò nữa. Lâm Di không nhịn được xen vào hỏi, tại sao kẻ đó phải giết cát khánh sinh? Trần Doãn Viễn nhíu mày, nghe nói gạo uống say, đúng lúc bị cát khánh sinh va phải nên nổi khủng vung đau luôn khéo vậy ư ai nghe nói cũng không tin nổi nhưng tai nạn xảy ra ở trước mắt bao nhiêu người chứng cứ vô cùng xác thực hung thủ cũng đã bị bắt đi quy án muốn kêu oan cũng chẳng có chỗ để đi rõ ràng đã có kẻ sắp đặt từ trước dùng tiền mua chuộc hung thủ cùng lắm bắt kẻ giết người đền mạng thôi chứ vẫn chưa tìm ra được chủ mưu sau màn luật pháp triều đại chu chỉ trừng trị hung thủ nên dẫu có cha ra chủ mưu cũng chẳng làm được gì. Chẳng qua tất cả đều ngầm hiểu, cát gia đắc tội tổn thất, cho dù Chu Vĩnh Sương bị phạt đuổi ra khỏi kinh thì cuộc chiến tranh giành đất đai vẫn không có hồi kết, mà ngược lại còn ngày càng căng thẳng hơn, bởi vì có tiền lệ là Chu Vĩnh Sương nên rất nhiều tổn thất đụng phải định cứng, hành sự không còn dễ dàng như trước nữa. Trong mắt họ, cát khánh sinh thoát khỏi cái chết chính là nỗi nhục lớn nhất chỉ có giết cát khánh sinh thì những người không chịu khuất phục tôn thất mới thấy sợ, mới ngoan ngoãn giao nộp đất đai. Mặc dù động cơ rất rõ ràng, nhưng chẳng ai ngờ được sẽ có kẻ dám động thù. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, ngay cả cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được. Hồi lâu sau lão thái thái nhanh cả đập tay lên bàn thấp, phẫn nộ nói, dưới chân thiên tử mà những kẻ đó dám coi trời bằng vung như thế. Chưa dứt lời bà đã ho khan vì quá tức giận. Lâm Di bước tới vỗ vỗ lưng lão thái thái nhánh cả giúp bà nhuận khí, muốn khuyên nhủ xong lại không nói nên lời. Một lúc sau lão thái thái nhánh cả mới thở bình thường lại, tội nghiệp thằng bé cát khánh sinh, tuổi còn trẻ, vừa khiêm tốn vừa lương thiện, thế mà lại. Lại, cả nhà họ cát đều dựa vào nó, Lâm Sương còn trẻ như vậy, về sau con bé biết làm sao bây giờ. Lâm Di nhìn cha mình, mặc dù Trần Doãn Viễn cũng giận dữ ra mặt song vẫn chỉ trầm mặc thật lâu sau mới nói giờ chỉ có thể để thuận thiên phủ tận lực điều tra xem còn có thể tìm được manh mối gì khác không quận vương ra đâu rồi ạ à? không nhìn thấy chu thập cửu lâm di bèn hỏi trần doãn viễn nhìn ra ngoài cửa ngày ấy chỉ nhìn thoáng qua cát khánh sinh rồi đi ra ngoài ngay rồi chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ của lâm sương thì lâm di cũng không ngồi yên được nữa lâm sương vừa hoài thai con sang đó trông tỷ ấy đây sợ tỷ tỉ ấy tỉnh dậy thì lại giống như vừa rồi. Nói cho cùng vẫn là chuyện bên ngoài, mấy người các nàng đều chẳng giúp được gì. Lão thay thay nhánh cả sai bảo bạch ma ma, ngươi cũng dẫn thêm vài người sang chỗ Lâm Sương giúp một tay đi. Khi Lâm Di trở lại, Lâm Sương đã tỉnh lại. Lâm Sương mở to hai mắt ngơ ngác, không khóc, không cười cũng chẳng nói gì, trông hệt như một con rối vô hồn. Châu làng Huyên ngồi bên cạnh khuyên nhủ, hãy nghĩ cho đứa bé trong bụng. Lâm Sương không hề bị đà động tựa như lời của Châu Lang Huyên không lọt vào tay, nàng cứ lặp đi lặp lại, cho ta đi gặp Khánh Sinh, ta muốn đi gặp Khánh Sinh. Châu Lang Huyên quay đầu nhìn Lâm Di xin giúp đỡ. Lâm Di vừa định tiến lên thì Quất Hồng đi tới bên cạnh nhỏ giọng nói, quận vương ra quay lại rồi à. Lâm Di cùng Quất Hồng ra khỏi buồng trong, nhìn thấy Chu Thập Cửu đang đứng chờ ở cửa ra vào. Sắc mặt Lâm Di tái xanh, môi mím chặt, ánh mắt nhìn chàng tràn đầy chờ mong, chu thập cừu cầm tay nàng, các món tay lạnh buốt. Ta đến quân doanh tìm ngày tới, ông ấy từng có kinh nghiệm chữa trị vết thương do đao kiếm. Ngụy làm việc trong quân đội thường gặp những ca này, so với lang trung bình thường sẽ biết cách xử lý hơn. Một lát sau ngự y xem xét vết thương xong bước ra, tiên sinh trong phủ đã thi châm, cũng cho uống thuốc cầm máu rồi nói tới đây ông như muốn nói thêm gì đó xong lại thôi lâm di hiểu ý ngự y họ đã làm hết những gì có thể làm rồi cuối cùng ngày cũng nói vết thương quá sâu nên ta không dám rút đau xem ra chỉ cầm cự được qua đêm nay thôi ông thở dài nếu có trương phong tử ở đây thì nói không chừng vẫn còn có cách tay nghề của ta đều học từ trương phong tử hết mà trương phong tử lâm di chưa từng nghe qua cái tên này tiễn ngự y xong Chu Thập Cửu gọi Trần Hán tới, đi tìm Phùng Tử Anh, bảo hắn tìm cách hỏi thăm xem Trương Phong Tử còn ở trong kinh hay không, nếu còn thì nhất định phải đưa y tới phủ Quảng Bình hầu ngày. Trần Hán, ui xuống, Lâm Di mới hỏi, Trương Phong Tử là ai? Chu Thập Cửu giải thích, là công tử nhà thượng thư binh bộ tiền nhiệm, người này không mặn mà với con đường làm quan mà chỉ thích đi du ngoạn bốn phương, về sau y ở Quảng Châu quen biết một thầy tu phiên bang học được y thuật rất khác với phương pháp mà các lang trung thường dùng. Y ở Quảng Châu cũng đã chữa khỏi một số chứng bệnh, về sau đến Nam Kinh thì muốn sai người dẫn thầy tu phiên bang kia diện kiến hoàng thượng, nhưng không ai dám mở miệng truyền lời hộ y cả. Cuối cùng y vận chuyển tới Kinh Thành, có điều lại bị người ta kiện là dùng tà tuyết mê hoặc người khác, đánh đuổi ra khỏi Kinh, thầy tu phiên bang cũng bị trục xuất. Từ đó về sau, triều đình có ban hành quy định tư thông với mấy người tu hành của phiên bang là trọng tội trương phong tử cũng bị người khác xa lánh theo chẳng quay là người hiểu học làm gì chịu vứt bỏ những điều học được từ chỗ thầy tu phiên bang nói tới đây chu thập cửu bất giác nhớ đến hiến quận vương hiến quận vương cũng nghiên cứu những thứ này nói không chừng sẽ có liên lạc với trương phong tử lầm gì nói ngay nếu quận vương ra cứ thế cho người đến phủ hiến quận vương hỏi thăm về trương phong tử cho dù hiền quận vương có biết tung tích của trương phong tử ngài ấy cũng sẽ không dễ dàng nói ra đâu chu thập cửu quay lại nhìn lâm di lâm di khẽ gật đầu ta và hiền quân vương phi thường qua lại với nhau hay để ta cho người sang đó kể về chuyện của cát khánh sinh cầu xin hiền quân vương phi giúp đỡ chỉ cần nói sơ qua tình cảnh của lâm sương và cát khánh sinh cho hiến quận vương phi biết hiến quận vương phi dễ mùi lòng nói không chừng sẽ đồng ý giúp để hiến quận vương phi đi hỏi hiền quận vương, dẫu gì cũng có tác dụng hơn là chu thập cửu phải người đi. Huống chi, người của chu thập cửu đi chỉ tổ khiển hiến quận vương nhớ tới cục diện chính trị thôi. Còn bên hiền quận vương phi dù sao cũng là cánh trong nhà nội trợ, người ta sẽ ít phòng bị hơn nhiều. Thấy Lâm Di vững tin như vậy, chu thập cửu gật đầu tán thành cách làm của nàng. Lâm Di lập tức gọi cùng mama tới để cùng mama đích thân tới phủ hiến quận vương một chuyện. Cùng lúc ấy ở trong buồng, Lâm Sương đã từ từ tỉnh táo lại, dẫy dụa đòi đi gặp Cát Khánh Sinh, chẳng ai ngăn cản được. Đến khi thấy được Cát Khánh Sinh, nàng lập tức ngồi quỳ xuống đất, lôi kéo tay Cát Khánh Sinh, nước mắt lã chã tuôn rơi, lẩm bẩm đều tại ta, đều tại ta cả, ta nên sớm nói cho chàng biết. Ta đã có thai, chúng ta có con rồi, chàng về sớm hơn thì đã không gặp phải chuyện này. Nữ quyền trong phòng đều bị lời Lâm Sương nói làm rơi nước mắt theo. Châu Lang Huyên cầm áo choàng khoác lên người Lâm Sương, ngồi một bên với nàng. Hễ có cơ hội là lại khuyên lơn, Lâm Sương, muội đang mang cốt nhục của cát ra trong bụng. Giá nào muội cũng phải bảo vệ đứa bé này, sau đó mới có thể báo tin cho cát khánh sinh biết được chứ. Lâm Sương lại tóc đầu nguầy nguậy, muộn, quá muộn rồi, ta nên sớm nói cho huynh ấy biết. Đúng ra ta nên nói ngay. Huynh ấy vẫn chưa biết. Chương 244, nợ. Ở trong phòng lão thái thái chi trường, Trần Doan Viễn nghe kể về Trương Phong Tử thì nghiêm mặt ngay. Đó là tội nhân bị triều đình xua đuổi, Hiền quận vương có giữ y lại thì cũng là vì muốn đàm luận học văn cùng, nhưng đương nhiên sẽ sợ lộ ra ngoài rồi bị người ta sầm si ra vào, nên chưa chắc sẽ có thể giúp đâu. Với lại, Cát Khánh Sinh sắp không xong rồi bây giờ chẳng có ai muốn nhắc đến chuyện hậu sự cho cát khánh sinh cả lão thái thái ngước mắt nhìn lên đã sai người đi báo tin cho cát gia chưa tất cả đều bận rộn cứu chữa cho cát khánh sinh nên không có ai sắp xếp mấy chuyện này lão thái thái chi trường bảo cho tới cát gia báo tin đi ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao đừng trì hoãn việc người nhà họ tới đây nữa tiểu tiêu thị vâng dạ rồi ra ngoài sắp xếp lâm di ngồi trong phòng chờ thấy lão thái thái chi trường mệt mỏi thì đi tới nói, tổ mẫu nghỉ một lát đi, đừng thức chờ với chúng cháu, khi nào có tin tức cháu sẽ báo cho tổ mẫu hay. Lão thái thái chi trường khoát tay, xảy ra chuyện lớn như vậy làm sao ta có thể ngủ được chứ, cứ nghĩ tới hôm qua cát khánh sinh còn mạnh khỏe, nhà đầu lâm xương cứ liên tục ở bên tay ta khen cát ra tốt cỡ nào, thì ta lại thấy thắt lòng. Ai mà không như thế chứ, vừa rồi bọn họ còn vui vẻ cười nói chờ cát khánh sinh quay lại. Lâm Sương khóc hay cười bọn họ đều mặc kệ, nhưng giờ Lâm Sương khóc đến bất tỉnh nhân sự, bọn họ muốn giúp đỡ cũng không có cách nào. Lão Thái Thái, Quận Vương phi cùng Mama vội vàng đi tới trước mặt Lâm Di hành lễ. Thế nào? Hiền Quận Vương phi có hỏi thăm được không? Cùng Mama khẽ lắc đầu, Hiền Quận Vương phi sai người đi hỏi Hiến Quận Vương, Hiến Quận Vương nói không biết, nhưng lại phái một lang trung tới. Lâm Di nghe vậy thì trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Cũng ma ma đến phủ hiền quận vương đã nói mời ngày bắt mạch cũng không có ích gì mà hiền quận vương vẫn đưa lang trung trong phủ lại đây, vị lang trung này nhất định có chỗ đặc biệt. Nghĩ tới đây, Lâm Di vội vàng cùng cùng ma ma đi tới phòng của Cát Khánh Sinh. Nhân ngữ thu và châu lang huyên kéo Lâm Sương ra, chu thập cửu cũng chờ trong sân. Không biết bao lâu sau, loáng thoáng có tiếng Cát Khánh Sinh vọng ra. Lâm Sương lập tức mở to mắt, đứng dậy chạy vào phòng, khiến mọi người không chờ tay kịp, chỉ có nhân ngữ thu là đuổi theo được. Cửa mở ra, Lâm Sương không nói hai lời, lao thẳng về phía cát khánh sinh bấy giờ nhón Lâm Di mới được thấy vị lang trung tới từ phủ hiền quận vương. Lang trung mặc nho bào màu xanh, vẻ mặt điềm tĩnh, phòng thái nhã nhặn, hiên ngang hơn nhiều so với nho sinh. Y phục người đi học thường mặc không ngờ lang trung lại còn trẻ như vậy, Tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Chu thập Cửu đi qua hỏi thăm. Vị lang trung kia nói thật lòng, thương tích quá nặng, lại cứu chữa chậm nên đã hết cách xoay chuyển tình thế rồi. Nghe nói vậy, tim Lâm Di lập tức thắt lại, Lâm Sương khóc đến xé lòng. Vị lang trung kia không ngồi lại lâu, nói hai ba câu với Chu thập Cửu rồi lên xe ngựa của phủ hiến quận vương trở về. Lâm Di đi tìm tiểu Tiêu thị mẹ hãy cho người lấy đèn lồng đỏ treo trong phủ xuống đi tiểu tiêu thị rơi nước mắt làm sao bây giờ còn ngay lúc sắp sang năm mới nữa giờ nên là thời gian vui mừng mà rõ ràng những kẻ kia cố tình chọn thời điểm này để cho cát ra một bài học xe ngựa của tề gia cũng đã được chuẩn bị xong lâm di đưa châu lang huyện ra sân châu lang huyên do dự không muốn đi ta nên ở lại với lâm sương ít nhất phải chờ tới khi cát khánh sinh hơi thở của Cát Khánh Sinh càng ngày càng yếu ớt mà Lâm Sương vẫn không chịu để người khác thay y phục cho trượng phu. Lâm Di hiểu ý của Châu Lang Huyên, tỷ ở qua đêm không hay đầu, sáng mai lại tới vẫn hơn. Lập gia đình rồi thì phải lo cho nhà chồng trước, bây giờ về đã là hơi muộn rồi. Châu Lang Huyên cũng biết là không tiện ngủ lại ở Trần Gia, chỉ là chẳng nỡ bỏ mặc Lâm Sương, ta cũng sẽ cho người đi hỏi thăm về chuyện của Cát Khánh Sinh có tin tức gì sẽ nói cho muội biết ngay dính dáng đến tôn thất lâm di không tiến hành động nói không chừng người ngoài như nàng có thể nghe ngóng được điều gì đó lâm di gật đầu bấy giờ châu lang huyên mới ra về tiểu tiêu thị gọi thêm mấy gia nhân hộ tống châu lang huyên trở về tề ra những gì xảy ra với cát khánh sinh đã khiến phủ quảng bình hầu hãi hùng rồi không thể để xảy ra thêm chuyện gì nữa chừng nửa canh giờ sau tiểu tiêu thị ở trong phòng lão thái thay nhánh cả nhận được tin cát khánh sinh mất rồi một tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến lão thái thái nhánh cả cố định thần nhưng cánh tay vẫn hơi run run lấy phản của ta ra cho ca nhi cát ra nằm tiểu tiêu thị kinh ngạc kêu lên như vậy sao được ạ à? tấm phản kia lão thái thái đã cất giữ bao nhiêu năm rồi mà thì sao lão thái thái nhánh cả nói phản gì cũng dùng để nằm thôi chưa kể về sau làm cái khác không được hay sao ca nhi cát ra gặp chuyện không may ở trong kinh chúng ta là thân thích gần nhất chúng ta không thu xếp cho thằng bé tử tế thì có mặt mũi nào đối diện với cát da nữa tiểu tiêu thị nhìn sang trần doãn viễn sắc mặt của trần doãn viễn cũng nặng nề cứ làm theo ý mẫu thân đi lấy luôn bộ đồ mới may cho ta lúc trước làm y phục khâm liềm cũng không thể để thằng bé mặc đồ cũ lão thái thay nhánh cả sực nhớ ra Sáng sớm ngày mai đi một chuyển đến chùa Thanh Hoa, xin một cái hòm về cho ca nhi cát ra nữa. Tiểu tiêu thị ngậm nước mắt gật đầu vâng giả. Lão thầy thay nhánh cả nói xong thì để tiểu tiêu thị đỡ đứng dậy, giờ ta đi khuyên nhủ nha đầu lâm xương, còn đi lo liệu tang sự đi, bỏ lỡ thời cơ sẽ không tốt. Lão thầy thay nhánh cả tới phòng cát khánh sinh, lâm di đã kéo lâm xương ra, gọi bà từ cau rửa người cho cát khánh sinh nhìn thấy một chậu máu loãng được bưng ra, lão thái thái nhánh cả rơi nước mắt, đứng ở cửa một lúc vẫn không bước vào. Thôi để Lâm Di ở với con bé là đủ rồi, ta vào tại còn phải to cho ta, thêm phiền phức. Sau khi Cát Khánh Sinh qua đời, Lâm Sương không hề rơi giọt nước mắt nào, còn bảo với Lâm Di và Nhân Ngữ Thu hai người về nghỉ đi, ta muốn canh ở đây một mình. Lâm Di sợ Lâm Sương nghi quẫn, nên vẫn cùng Nhân Ngữ Thu ở lại. Mãi đến rạng sáng, Lâm Sương mới nghe lời mọi người, đồng ý nghĩ cho đứa trẻ trong bụng. Lâm Di và nhân ngữ thu dặn dò vài bà tử trông chừng Lâm Sương rồi chia nhau trở về phòng nghỉ. Chu thập cửu cũng không ngủ, cả đêm ngồi nói về công việc với Trần Doãn Viễn. Nghỉ ngơi một lát đi, Chu thập cửu cầm lấy bàn tay bốt lạnh của Lâm Di. Lâm Di gật đầu rồi ra ngoài rửa mặt. Hồi lâu sau vẫn không thấy Lâm Di trở vào phòng, Chu Thập Cửu đi ra ngoài xem thì thấy Lâm Di đang im lặng ngồi đó, không biết đang nghĩ gì. Chàng nhẹ giọng hỏi, "Suy nghĩ gì vậy?" Lâm Di khẽ lắc đầu, sờ sờ vành tai, không biết khuyên tai rơi đâu rồi. Nàng hơi cúi đầu, ta cũng chỉ vừa phát hiện, không phải Lâm Di đang nhớ về khuyên tai, mà đang đau lòng cho Lâm Sương đây mà. Chu Thập Cửu cúi xuống bế Lâm Di vào buồng sưởi, tự tay cởi giày cho nàng, rồi cũng cởi giày mình leo lên giường. Nước mắt Lâm Di tựa như chuỗi ngọc bị đứt, từng hạt từng hạt rơi xuống không ngừng. Chu Thập Cửu lau nước mắt cho nàng, cảm xúc chất chứa trong mắt, vẻ thản nhiên muôn thuở dần phai nhạt, "Em yên tâm, sẽ không cho qua như vậy đâu." Chu Thập Cửu cực hiếm khi hứa hẹn với người khác, Lâm Di gật đầu, thấy ấm áp hơn khi ở trong lòng Chu Thập Cửu. Lễ tang của Cát Khánh Sinh còn phải chờ xem ý của Cát gia nên phủ quảng bình chỉ sắp xếp trước linh đường rồi chờ người nhà họ cát vào kinh lâm sương nhìn cát khánh sinh nằm yên ở đó trông không khác gì lúc còn sống thì lại khóc thảm thiết may mà có nhân ngữ thu ở bên cạnh mới bảo vệ được đứa bé trong bụng lão thái thái nhánh cả thở dài tuy ông trời không có mắt nhưng tính ra cũng coi như lưu lại cho cát ra một con đường sống lão thái thái nhánh cả vừa dứt lời thì lâm sương được người dìu vào phòng lão thái thay nhánh cả vội vàng bảo bạch ma ma mang ghế mềm ra, lâm sương không chịu ngồi mà quỳ xuống dập đầu với bà. Con bé này, mau dậy đi, lão thái thái nhánh cả cho người tới đỡ Lâm Sương dậy. Lâm gì cũng đi tới dìu Lâm Sương sang ngồi xuống cạnh mình. Lâm Sương mặc trang phục tang, mặt mộc, trông càng thêm đau khổ, ánh mắt cũng không còn trong trẻo như bình thường mà chi chít tơ móng. Nàng nhìn lão thái thái nhánh cả, tiểu tiêu thị, rồi lâm di hồi lâu cháu có chuyện muốn cầu xin lão thái thái và quận vương phi lâm sương hẳn là muốn kêu oan về cái chết của cát khánh sinh lâm di vừa nghĩ tới đây lão thái thái nhánh cả đã lên tiếng trước cháu nói đi ta nhất định sẽ hỗ trợ tận lực lâm sương nói cháu mơ thấy khánh sinh khánh sinh nói đứa bé này không thể mang họ cát muốn cháu đưa nó ra ngoài nuôi như thế mới có thể giữ được tính mạng của nó tất cả đều kinh ngạc không ngờ lâm sương sẽ nói như vậy xem ra lâm sương đã bị chuyện xảy ra với cát khánh sinh hù dọa rồi cho nên mới ngày nghĩ gì đêm mơ thấy đó lâm sương nhìn lâm di đăm đăm lâm di ta giao đứa bé này cho muội có được không từ nay về sau nó chính là tôn thất bọn chúng sẽ không thể hại nó nữa nó nhất định sẽ bình an lớn lên lấy vợ sinh con như vậy khánh sinh mới có thể nhắm mắt ta cũng có thể yên lòng đi gặp huynh ấy Lâm Dương càng nói càng điên cuồng, dứt lời còn kích động đứng bật dậy. Lâm Dương đã không ngủ hai ngày hai đêm, tinh thần kiệt quệ, nghĩ tới cát khánh sinh bị đám tổn thất huân quý tặng lẽ giết hại, oan khuất này cả đời cũng không cách nào giải được, cho nên mới nghĩ tới phương pháp cực đoan như vậy. Không nói tới Lâm Di và Chu Thập Cửu mới thành thân, còn chưa có trưởng tử, cho dù có con nối dòng rồi cũng không thể tùy tiện nhận con nuôi có nhận thì cũng phải là huyết mạch của tôn thất. Quan trọng nhất là cát gia chỉ có mình cát khánh sinh, nên đứa trẻ trong bụng Lâm xương bây giờ chính là hy vọng duy nhất của họ. Lâm xương, Lâm Di đi tới bên cạnh Lâm xương, nắm lấy tay nàng, cố gắng trấn an, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu, tỷ yên tâm đi, hai mẹ con ti đều sẽ bình an. Tay Lâm xương run run, đầu tắc nguầy nguậy, không, không, sớm muộn gì cũng có ngày bọn chúng muốn nhổ cỏ tận gốc, không biết lúc nào sẽ lại lẳng lặng. Lâm Di ôm Lâm Sương, đừng nói nữa, không sao đâu, không sao đâu, tỷ muốn thế nào cũng được hết, ta đồng ý với tỷ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 245, thay đổi tình thế. Nghe vậy Lâm Sương mới cười, tốt, tốt, vậy ta yên tâm rồi. Tiểu tiêu thị đứng một phía lau nước mắt, lão thái thái chi trưởng cũng thở dài nặng nề. Sau đó Lâm Sương có vẻ bình tĩnh hơn, chẳng qua phần lớn thời gian đều đòi ngồi canh quan tài của Khánh Sinh, cho dù buồn ngủ cũng phải dựa vào quan tài mà chợp mắt. Nhà hoàn tùy thân của Lâm Sương tiểu đào khóc hết nước mắt đại gia và nãi nãi nhà nô tỳ rất tốt, ai cũng ngưỡng mộ hết, giờ nãi nãi có con rồi, nhưng đại gia lại không còn. Dứt lời nàng quỳ xuống trước mặt Lâm Di, quận Vương Phi giờ nãi nãi chỉ nghe lời mỗi người thôi, người làm ơn khuyên nhủ nãi nãi, cứ thế này thì đừng nói đến tiểu thiếu gia trong bụng, mà sức khỏe của nãi nãi cũng không chịu nổi đâu. Mấy hôm nay nãi nãi hay nói lung tung, gì mà đợi sau khi sinh xong tiểu thiếu gia, nãi nãi sẽ không còn vướng bận gì nữa, rồi đại lão gia nhất định phải đợi nãi nãi. Nô tỳ sợ nãi nãi nghĩ quẩn. Lâm gì bảo tiểu đào đứng dậy, suy nghĩ của Lâm Sương ai cũng hiểu, Lâm Sương giao đứa bé cho nàng, tức là muốn rảnh tay đi theo cát khánh sinh, nhưng lúc đó nếu nàng không nhận lời, e rằng Lâm Sương sẽ lập tức làm chuyện dại dột mất. Nàng cũng vì muốn Lâm Sương yên tâm mới nhận lời giúp. Đợi đến khi nhìn thấy người thân của Cát Khánh Sinh tâm trạng Lâm Sương nhất định sẽ thay đổi, lúc đó sẽ muốn giữ đứa bé lại cắt ra. Lâm Di vào nhà khuyên nhủ Lâm Sương tiếp, Lâm Sương vẫn ngồi bên cạnh Cát Khánh Sinh không rời một bước, tỷ như vậy cũng không được, sức khỏe sao chịu nổi. Lâm Sương lắc đầu, đây là việc ta có thể làm được. Chỉ còn mỗi việc này thôi. Đừng kéo ta đi, ta không thể đi. Lâm Di mím chặt môi quay lưng lấy thuốc an thai nhân tiên sinh kể từ tay quất hồng đưa cho Lâm Sương. Lâm Sương cầm lấy, ngửa cổ uống hết, rồi lẩm bẩm, muội yên tâm đi, ta uống hết rồi. Uống vừa rồi, đứa bé sẽ không sao đâu, không sao đâu. Lâm Di nhìn Lâm Sương, lòng chua xót khôn tả. Ở nhà mẹ đẻ liên tục ba hôm, giờ Lâm Di mới về lại phủ khang quận Vương, tắm rửa xong, nàng bắt đầu xử lý việc trong phủ. Chờ các quân sự trong phủ giải tán, Bạch Thược tiến lên bẩm báo, hai hôm nay bên nhà cũ hình như yên tĩnh rồi. Đó là cách thoát thân mà người nhà của chân thị nghĩ ra. Lâm Di uống một hộp trà, vị trà bỗng đắng chát hơn bình thường, khó khăn lắm mới thôi nghĩ về chuyện của Lâm Sương chân Gia có tung tin tức gì không? Bạch Thược ngật đầu, nói là Đại Thái Thái bị người ta hãm hại. Tuy không nói thẳng, nhưng nghĩ cũng biết là ngầm chỉ trích quận Vương có lỗi. Rõ ràng là Đại Thái Thái hãm hại quận Vương Phi, giờ còn đổ tội ngược lại. Mặc kệ đi, chân Gia thoát thân được kiểu này là cũng đắc ý lắm rồi. Qua giờ trưa tưởng thị đến phủ nói chuyện với Lâm Di, hai người ngồi trong phòng, tưởng thị nhỏ nhẹ nói nghe nói tỉ tỉ bên nhà mẹ muội nàng không đành lòng nói tiếp mà chỉ nhìn lâm di lâm di gật đầu tưởng thị mím môi vẻ mặt nặng nề có liên quan đến chuyện tranh đất trước đây đúng không lâm di lắc đầu giờ không có chứng cứ nhưng bắt được hung thủ ngay tại trận thuận thiên phủ đang xét xử tưởng thị nói trong kinh thành việc bỏ tiền để lấy mạng còn ít à mấy năm nay càng ngày càng chẳng ra gì chúng ta còn đỡ chứ dân chúng thì sao? Trước đây khó khăn lắm mới cứu được Cát Khánh sinh khỏi ngục, giờ lại ra nông nổi này. Lâm gì không nói gì, tưởng thị cũng cảm thấy không khí ngột ngạt. Tưởng thị nhớ ra một việc, có tin này quên nói cho muội nghe. Nhà mẹ của kính quận Vương Phi đưa mấy đứa cháu gái vào kinh, đứa nào cũng xinh đẹp như hoa, nói là không phải làm quan to thì không xứng với mình, giờ trong phủ kính quận Vương Phi ngày nào cũng mở tiệc, thiếu điều mới hết tất cả hậu sinh của các gia đình có máu mặt đến. Có nhiều người là vậy đó, bên mình càng mây mù âm đạm, bên kia càng chống nhạc linh đình, tục ngữ nói người ngồi cao thích xem tuồng bên dưới, chẳng trách người ta khoa trương như vậy. Chuyện của Cát Khánh Sinh chắc chắn có dinh líu đến gia đình kính quận vương, Cát Khánh Sinh chết rồi, ca ca kính quận vương sẽ có thể đòi lại được đất đai. Lâm Di và Tưởng Thị nói thêm một lúc, Tường thị lại hỏi chuyện mang thai của Lâm Sương. Mang thai mấy tháng đầu phải cẩn thận lắm, trải qua biến cố lớn như vậy có vấn đề gì không? Cũng may có nhân ngữ tu tiên sinh, Lâm Di cầm lò sưởi, mỗi ngày đều uống thuốc dưỡng thai, chứ không cũng chẳng biết sao rồi nữa. Tưởng thị chua sót, mặc dù ta không quen biết nãi nãi cắt ra, nhưng nói gì cũng là thân thích, ngày mai ta sẽ mang nhang đèn đến, xem như tấm lòng. Đưa tiễn tưởng thị xong, Lâm Di dặn dò bếp làm cơm tối. Khi Chu Thập Cửu về nhà, Lâm Di đón chàng tới phòng xếp thay quần áo. Hoàng thượng đã khôi phục chức quan cho ta bắt đầu từ mai ta lại phải dậy sớm lên chiều rồi. Chu Thập Cửu thoáng dừng lại, như vậy cũng dễ cho ta điều tra chuyện của Cát Khánh Sinh hơn. Lâm Di ngẩng đầu nhìn Chu Thập Cửu, đôi mắt trong veo nhưng lại hơi ủy oải. Sao quận vương gia không để đồng ninh về báo trước, để ta bảo nhà bếp làm thêm vài món ánh mắt mang ý cười, Chu Thập Cửu dịu dàng nói, làm nhiều món vậy chỉ bằng cùng ta ăn nhiều chút, mấy ngày nay ta không ở hộ quân doanh, không biết lần này về có bao nhiêu người đang chờ để cười nhạo nữa, không có sức thì cũng chẳng dừng nối cung, chẳng phải sẽ mất mặt lãm sao. Lâm Di chỉnh lại thắt lưng cho Chu Thập Cửu, quận vương gia gầy đi nhiều, cần bồi bổ thêm, bắt đầu từ mai ta sẽ bảo nhà bếp hầm thêm canh. Thật ra hai hôm nay người gầy đi là Lâm Di mới đúng mắt thâm quầng môi nhợt nhạt mấy hôm nay nàng một lòng chăm sóc lâm sương ăn ngủ không đủ cũng may là còn trẻ cơ thể trước giờ không có bệnh gì nên mới chịu đựng được chu thập cửu nói mấy nay ăn uống không ngon miệng nàng không ăn ta cũng không muốn ăn ăn cơm mà còn tôi kéo thế kia lâm di bảo cứ đà này thì bếp khỏi cần làm cơm nữa phủ tiết kiệm được kha khá tiền đấy nói xong nàng cũng hết hứng bông đùa Chu Thập Cửu kéo Lâm Di ngồi xuống phàn sưởi cạnh cửa sổ, ta mới từ phủ Quảng Bình Hầu trở về, bên đó ca ca nàng đang xử lý tốt lắm, nàng không cần phải lo lắng quá, vài hôm nữa là người của cát gia đến rồi. Lâm Di gật đầu, quận vương gia có điều tra ra gì không? Quất Hồng ở bên ngoài bẩm báo, cơm đã chuẩn bị xong rồi à? Chu Thập Cửu đứng dậy kéo Lâm Di ra ngoài, ăn cơm trước đã. Hai người ăn cơm xong, Chu Thập Cửu mới kể chi tiết cho Lâm Di nghe về những gì mình tìm hiểu được. Kẻ hành hung tên là Đường Quan, là một tên cưu manh ở Thông Châu, bình thường chẳng làm được việc gì tốt cả. Mấy hôm trước gã đã gây ra một vụ án ở Thông Châu, triều đình còn đang truy bắt. Trước đây đã gây ra án, nay lại tiếp tục hành hung, càng dễ để người khác tin rằng việc gì loại gian ác này cũng có thể làm được. Chu Thập Cửu nói tiếp, Phùng Tử Anh đã đi một chuyến đến Thông Châu, nghe ngóng rõ ràng vụ án của đường quan, gã đường quan đó là người hiểu thảo, mẹ của gã mắc bệnh nan y, cần dùng thuốc quý để giữ mạng. Đường quan cấu kết với người nhà quan viên Thông Châu đi trộm cúc nửa đêm, bị quan phủ bắt gặp, vốn dĩ đã bắt được tống vào ngục, nhưng nhà dịch thất trách tại để đường quan tàu thoát. Mắt lâm di sáng lên, có một số việc cho dù kín kẽ cỡ nào cũng có sơ hở để điều tra, vậy chuyện đường quan giết người cần này là bị ai đó dùng tiền sai khiến chỉ cần tìm thấy mẫu thân của đường quan, cần theo dấu vết đó, thì không sợ không tìm được người chỉ đạo phía sau rồi. Chu Thập Cửu nói, trước khi chính thức xử án ở Thuận Thiên Phủ, tất nhiên đường quan phải đảm bảo mẹ già bình an, chứ không phải có nhận được tiền hay không, nếu không đường quan sẽ không chịu nhận tội. Muốn điều tra thì phải đợi đến lúc đó, Chu Thập Cửu để lo sưởi nhỏ vào tay Lâm Di, yên tâm, chắc chắn Phùng Tử Anh sẽ dàn xếp ổn thỏa vụ án dùng tiền sai khiến giết người không phải là lần đầu gặp phải bên thuận thiên phủ sớm đã rõ ràng các tình tiết nàng chi việc yên tâm đợi tin tức thôi người nôn nóng muốn biết tin tức không phải là nàng mà là lâm sương và cát gia lâm di nhíu mày lần này mà không điều tra cho rõ không chừng nguy hiểm còn cận kề họ giống như lâm sương đã nói nàng ấy thậm chí còn không dám lấy họ cát cho đứa con trong bụng Tắm rửa xong Lâm Di và Chu Thập Cửu lên giường nằm. Chu Thập Cửu đọc công văn, Lâm Di thiếp đi, nhưng chỉ lát sau nàng chợt tỉnh giấc, mồ hôi khắp trán. Gặp bác mộng sao? Lâm Di mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt sáng của Chu Thập Cửu. Lâm Di ngồi dậy cầm lấy chén trà ẩm vừa pha, mơ thấy có người muốn đánh ta, dồn ta đến đường cùng. Lâm Di đặt chén trà xuống lại nằm lên giường, thở phào một cái, cũng may chỉ là giấc mộng. Chu thập cửu đắp lại chăn cho Lâm Di, lần sau nhớ gọi tên ta. Lâm Di không hiểu ý của Chu thập cửu, mở mắt nhìn. Chu thập cửu cười mỉm, lần sau gặp ác mộng, trong mơ nhớ gọi tên ta. Lâm Di phì cười, nếu mơ mà cũng khống chế được thì không còn gọi là mơ nữa, cũng đã chẳng sợ đến mức tỉnh dậy. Không biết từ khi nào chỉ cần có Chu thập cửu ở bên cạnh, nàng sẽ cảm thấy an toàn những ngờ vực về Chu Thập Cửu cũng dần trở nên mờ nhạt. Lần sau cứ thử xem, biết đâu lại có tác dụng. Chu Thập Cửu thổi tắt nến, ôm Lâm Di vào lòng, lúc nhỏ ta nằm mơ thấy khắp núi là gà rừng và thỏ, nghĩ bụng lần sau phải đem theo cung tên, kết quả là lần sau nằm mơ đúng là có đem theo cung tên. Không biết tại làm sao, Lâm Di dân gian chân mày, nhắm mắt lại. Quận vương gia có nhớ lang trung mà hiến quận vương phi mời đến giúp đỡ không? Chu Thập Cửu nói, chi gặp một lần, chính là người chúng ta muốn tìm Trương Phong Tử. Lâm Di nói nhân tiên sinh nói, triều đại Chu hiếm khi gặp được người có y thuật kỳ lạ như vậy. Nếu không có Trương Phong Tử, họ đã chẳng nuôi hy vọng Cát Khánh Sinh có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Lâm Di suy nghĩ rồi nhíu mày, bên tai vang vọng những lời cầu khẩn của Lâm Sương. Tại Tề Gia, trong phòng Chu Lang Huyên vẫn còn sáng đèn, Chu Lang Huyên đang hồi tưởng tại cười của mẫu thân Phạm Thị, bất kể cả Trần Gia hay Cát Gia, những chuyện đó con đừng hỏi nhiều, tránh để vô tình đắc tội người khác. Mẫu thân không hề thương xót Cát Gia mà còn khuyên nàng đúng xa khoanh tay nhìn. Chu Lang Huyền cảm thấy những thứ cất trong lòng bao nhiêu năm nay đang dần dần sụp đổ. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.